Hello anh chị khỏe không? Mình là bác sĩ Vuong. Hôm nay mình sẽ nói về một cái cách đeo cái contact lens, cái loại cứng hay là coi kêu bằng RGP hay là Orthoke. RGP là rigid gas permeable, Orthoke là một cái loại lens giống một cái type của RGP mà mấy cháu đeo buổi tối để giữ gìn cái cận thị, đừng có lên quá nhanh. Như là cháu đeo Orthoke buổi tối đó thì sáng khỏi đeo mắt kiến. So trong cái channel này của mình là Vuong Optometry đó, mình muốn giúp cho anh chị hiểu về sức khỏe về mắt, với là mấy cái sử dụng về mắt để cho tốt, cho sau này với là mấy cháu được một cái tương lai sáng sủa. Mình cũng có một cái video tiếng Anh của cái topic này để cho nếu mà mấy cháu muốn coi thì mấy cháu có thể coi cái video tiếng Anh của anh chị muốn mà biết hiểu cách đeo cái contact lens cứng RGP hay là Orthoke lenses thì anh chị cũng có thể coi cái video tiếng Anh hay tiếng Việt. Mình cũng có một cái, mình sẽ làm một cái video cách đeo soft contact lens, đó là cái loại contact lens mềm. Cái video này mình sẽ chỉ đeo cái Orthoke lenses hay là cái RGP cứng, 4 step thôi, rất là nhanh, rất là dễ cho mấy cháu mới bắt đầu đeo Orthoke hay là hard contact lens. Nào cái quan trọng là mình biết là anh chị coi cái video này đó là tại vì có đi bác sĩ mắt đưa cái loại cứng cho đeo, thì bác sĩ đó là cái người đầu tiên. Nếu mà anh chị với mấy cháu có đeo contact lens có trở ngại gì đó thì nên gọi cái phòng mạch bác sĩ đó, để cho có trở ngại gì thì bác sĩ đó lo cho kỹ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu start cái training, cái cách bỏ lens vô mắt làm sao. Trước nhất mình muốn hy vọng anh chị nếu mà coi cái video này thấy nó giúp cho anh chị hiểu về mắt, anh chị bấm like với subscribe để cho chừng nào mình có cái video mới, mỗi tuần mình có video mới đó thì anh chị có thể theo dõi. Ok, so bây giờ mình start cái video đó thì mình sẽ nói về trước nhất là mình hy vọng mỗi cái đường đi, mỗi cái step mà mấy cháu đã đeo cái Orthoke đó hay là đeo cái hard contact lens đó, mình nên đi một bước mà cái bước đó vững rồi mình sẽ đi bước kia nữa. Sau mỗi cái step mà cháu học đó, cháu biết làm giỏi rồi đó, cháu mới đi cái second step. So cách như vậy đó mình không có sợ, với mình đi vững mình sẽ thấy mình tự tin hơn. Cái video này mình hy vọng là coi tới cuối cái video luôn, là watch the video tới tới chót luôn, là tại vì ở cái phần mà chót đó mình sẽ chỉ có nếu mà có chuyện gì xảy ra hay là mấy cái troubleshooting đó, mấy cái mà mình nên để ý để cho một là mình thấy mình đeo mình tự tin hơn, hay là mình cũng để dành mình không có trở ngại gì, với là mình save money in case mình bị mất cái lens, cái cách để đừng có mất, đừng có bị rớt cái lens hay là làm bể làm sao. Ok. So trước khi mình start cái video đó mình muốn nói về mấy cái giống như supply, mấy cái đồ mình mấy cháu nên sử dụng để đeo thoải mái với là đeo nó thành công hơn. Ok, so trước nhất là mình muốn để xài cái bằng cái eye drop á, để cho cái mắt nó mình có thể leave a link below cho anh chị mua tiện hơn. Another thing mình muốn anh chị mấy cháu sử dụng là cái kiến để trước mặt. Hai nữa đó là mình sẽ nên xài cái lint free, là cái khăn hay là cái khăn giấy đó mà nó không có bụi. Tại vì lúc mà bụi vô mắt nó khó chịu mắt. So cái lint free towels or paper towels. And then mình đề nghị là cháu có một cái bàn nhỏ để cháu ngồi, cháu đeo cái contact lens, chứ đừng có đứng ngay cái sink để vô, nhiều khi nó rớt xuống rồi nó dơ rồi cháu pick it up và đeo vô mắt nó sẽ dơ nhiễm trùng vô mắt cháu. Ok. So those are few things mình nên có trước khi mình start cái đeo cái Orthokate. Ok. So bây giờ mình sẽ demonstrate là mình đeo cái Orthokate cho anh chị phụ huynh thấy mình đeo hay là mấy cháu đeo coi. Rồi mình cũng có mấy cái picture với là mấy cái short video của mấy cháu khác đeo trong phòng mạch để cho kêu thấy là mình rất là thích làm cái techniques này. Mình muốn giúp cho anh chị với mấy cháu hiểu làm cho nhanh. Ok. So ok, so bây giờ mình sẽ đeo cái contact lens vô mắt mình. First step là mình sẽ khi bằng pick up cái lens from cái lens case, là mình shake nó off, là mình lắc cái tay mình để cho cái nước nó xuống, mấy cái excess fluid nó xuống. Cái tay này á thì mình sẽ chà cái lens off, xong mình để cái lens on, cái pointing finger of the right hand, mình để vô cái tay, cái ngón tay bên phải. Nếu mà mình đeo cái lens bên phải, bên mắt bên phải là lý do mình để mình đeo bên phải trước, and then mình đeo bên trái. Then nếu mình lấy ra mình cũng phải lấy cái lens bên phải ra trước, xong rồi mới lấy bên trái. Nếu mà mình là right hand dominant, nếu mà cái tay mình là tay chánh của mình bên phải, hay là mình bên tay trái của mình là chánh đó, thì mình sẽ start with cái left hand. Ok, left eye. So cái finger của mình á, cái middle finger của mình đó là cái tay chính, cái ngón chính giữa đó, mình sẽ kéo cái mí mình xuống. Ok, mình kéo xuống vậy. Then cái pointing finger của mình á, on the other hand là cái left á, mình sẽ pull it up and then mình để vô như vậy in the center. Okay, so that's only 1 to 3 seconds hay là 1 or 2 steps. Okay, so lúc mà mình lấy cái lens ra đó thì mình cũng làm giống như vậy, mình lấy cái pointing finger của mình vịn ngay dưới này, mình vịn nó đừng có cho show cái pin, mình vịn vậy. So cái mình lấy cái pointing finger của cái hand opposite đó, the left hand, left pointing finger, and mình duỗi nó xuống like this, so nó come out in 1 second. Okay, so that's that. Okay, so bây giờ mình sẽ làm đeo cái lens bên mắt trái. Thì mình pick up cái lens xong mình shake off, cái mình sẽ cầm bên phải, mình sẽ dry out, mình lấy cái tay mình đừng có khô, mình để mình ngay cái pointing finger ở bên trái. Then mình lấy cái middle finger, mình pull it down, and then the pointing finger là cái ngón tay mình kéo lên cái mí mình chặt lên cao, nên mình để vô chính giữa. Okay, so that's about 3 seconds là 3 steps or 4 steps. Giờ nếu mình lấy ra đó thì mình cũng làm giống như vậy luôn, mình lấy cái tay bên, nếu mình lấy cái lens bên trái á, thì mình lấy cái tay bên trái mình vịn ở dưới này, mình đừng có show mấy cái hồng ở trong đó, mình vịn như vậy. Cái mình lấy cái pointing finger của bên tay trái, bên tay phải đó, mình vịn ngay đây, ngay cái bìa mà lúc mà cái chỗ chồng trắng với chồng đen nó đụng với nhau, ngay cái iris á, thì mình vịn ở dưới thôi, ở trên mình dụi vô một cái là nó ra liền trong 1 giây. Ok, so một cái tip đó mình muốn nói đó, nếu mà cái lens á, nó nằm lúc mà cái lens á, mình để vô á, nó nằm đó, sao mình để làm bên phải cho, nếu mà cái lens mình để vô nó nằm bên đây đó thì mình phải vịn ngay đây, cái mình nhìn qua mình để, thì cái lens nó sẽ chạy vô chính giữa. Nếu mà cái lens nó nằm ở trên đây á, thì mình lấy cái tay mình vịn ngay đây, cái mình dòm lên đó, cái mình đẩy xuống chút xíu là cái lens nó sẽ center lại, nó nằm chính giữa lại cái mắt của mình. Nếu mà nó nằm bên bìa này cũng vậy, nó nằm trên đây thì mình đừng có panic, mình kéo cái miếng mình lên, mình đẩy nó xuống, cái mình dòm lên đây, chứ là nó sẽ chạy xuống lợ. Ok, another thing hồi nãy nói được, lúc mình lấy cái lens ra đó, cái lens nó rớt xuống Mình đề nghị là mình có một cái khăn trắng, phải không? Thì mình để đó, lúc mà cái khăn nó rớt xuống, cái lens nó rớt vô cái khăn trắng á, thì mình sẽ thấy được cái lens. Tại cái lens có nhiều lens á, nó là màu xanh blue, green, màu xanh lá cây, màu xanh ra trời, hay là màu vàng, màu pink, hay là màu violet, màu tím. Thì mình sẽ thấy dễ, với là nó rớt xuống á, thì nó nằm trên cái khăn. Nếu mà nó rớt vô cái bàn á, nó bounce off, nó rớt xuống là nó văng xuống đất á, thì mình không kiếm được dễ bằng. Nếu mà thiệt là cái lens mà nó rớt xuống đất á, thì đừng có đi vòng vòng kiếm, chỉ có đứng yên một chỗ, dòm vòng vòng, thấy cái lens á, thì bắt đầu mình mới cúi xuống mình lấy. Nào nếu cái lens á, mình để cho coi nè, nếu mà cái lens á, nó nằm vậy nè, nó nằm dưới đất vậy đó, thì mình đừng có bốc nó lên, mình chỉ lấy cái tay mình làm ướt chút xíu, mình dịnh nâng cái mình pick nó up, thì nó dễ hơn là mình just grab, và giống như mình móc nó đại lên là mình sẽ cầm mạnh quá, nó bể, nó bể in half. Mấy cái lens này nó cũng là loại tốt, nhưng mà nó không có cái bằng tay mình mạnh quá bóp một cái nó bể được, so mình phải gently with it, okay? So mình sẽ recap, mình sẽ là nói lợn lần nữa, okay? So rất là simple. Okay, so notice mình xài cái kiến, tại mình không có kiến mình làm được, mình phải nhờ cái kiến mình đeo. Nhiều cháu đó đeo một mình nó trong có 30 giây or less, mấy cháu bỏ vô lấy ra 2-3 lần mình mới cho đem về. So mấy cháu thì rất là nhanh, học rất là giỏi, nhưng mà mình cũng phải phụ huynh phải đứng dòm coi cháu làm đúng hay không, nhắc cháu giữa tay. Okay, so bây giờ mình sẽ recap cái mấy cái techniques này, okay? So first thing á, là mình phải rửa tay, okay? Then mình xài cái eye drop, mình dọt vô mắt mình. Xong rồi đó, mình pick up cái lens, mình shake it off, mình để ngay cái tay chính giữa đây, cái ngón tay này. Then mình lấy cái ngón tay chính giữa mà pull down, and then the other pointing finger mình đẩy vô, okay? Lúc mà lấy ra đó, thì mình sẽ lấy cái tay mình cũng dịnh vậy, nhưng mà đừng có show cái pin, mình dịnh sát vô vậy. Khi mình lấy cái ngón tay ở trên nó pointing finger, mình dịnh, mà ở dưới thì mình dịnh chặt thôi, ở trên nó thì mình duỗi cái là nó ra in one second. When the lens nó dính vào một bên á, nếu mà nó dính vào bên đây đó, thì mình chỉ có lấy cái miếng mình á, mình duỗi cái mình dòm lên đó, cái lens nó sẽ chạy là chính giữa mắt. Nếu mà cái lens á, nó chạy dưới này á, mình cũng dịnh nó dưới này, cái mình duỗi mình dòm xuống là nó lên, hay là qua sống mũi mình duỗi ngay đây, cái mình dòm vô sống mũi mình thì nó sẽ ôm lại cái chính giữa, ok? So another tip mình phải anh chị với mấy cháu phụ huynh mới nhớ đó là when mình đeo orthokay mà mình để cái lens vô, orthokay hay là hard contact lens or even soft contact lens, mình đeo vô mắt mình mà thấy có chuyện mình đừng có đeo, ok? Hay là mình phải pick up cái lens, mình giữ lại lần nữa, mình rinse with cái saline solution, cái nước giữa mắt giữa cho cái lens để cho nó sạch rồi mới đeo. Nhiều khi nó bị dính chút xíu bụi của cái khăn, cái giấy thì mình mắt thấy khó chịu đó. Nhưng mà nếu mình đeo mình thấy tự nhiên cái mắt mình nó bị khó chịu mà nó chảy nước mắt hoài, hay là có ghèn, hay là nó đỏ, nó sưng, đó là make sure đừng có đeo contact lens mà gọi bác sĩ liền, tại cái đó là cái rất là quan trọng. Okay. Một cái nữa là đừng có share contact lens hay eye drop với lại một người khác, giống như anh em chị em ở nhà cũng đeo orthokay, đeo contact lens, thì mình đừng có share với nhau, cái gì cũng để riêng. Bởi hồi nãy mình nói là mình nên có một cái bàn cho cháu đó ngồi, đồ sử dụng của cháu ở đó, chứ đừng có share với người khác, hay là đừng có đứng ngay cái sink. Tại mỗi lần cái lens nó rớt xuống á, một là nó có thể rớt xuống cái lỗ cái sink á, cái chỗ mà giữa tay á, thì nó rớt xuống luôn, thì mình sẽ mất, mình phải order nữa, tốn tiền gia đình. Hai nữa là nó rớt xuống, mấy cháu pick up rồi mấy cháu quên rinse, nhiều khi gấp quá đó mấy cháu để vô mắt thì có thể bị nhiễm trùng, tại ngay cái restroom nó rất là không có vệ sinh lắm, ok? So mình hy vọng cái video này nó giúp cho anh chị với mấy cháu hiểu sao đeo cái orthokay hard contact lens. Mình sẽ làm một cái video sau cách bỏ vô với lấy ra đeo soft contact lens. So mình hy vọng anh chị sẽ subscribe, like, với là share cái video này cho ai cần, để cho mấy người đó hiểu về cặp mắt, sử dụng cặp mắt, hay là có gì thắc mắc. với lỡ mình có nhiều mấy cái video mỗi tuần mình bỏ ra cái mới đó, thì anh chị có cái notification là sẽ nó sẽ nhắn có cái video mới để coi, để hiểu, để giúp cho một cái tương lai sáng sủa về sức khỏe mắt. Mình hy vọng anh chị có một ngày rất là vui vẻ với gia đình. Rồi mình cảm ơn anh chị theo dõi video của mình. Nhớ subscribe, like and share. Thank you. Have a wonderful day.